Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa chữa một tai nghe Bluetooth Away model là A620BL. Nó có hiện tượng là sạc không vào pin. Mình cắm sạc vô nó vẫn báo đèn nhưng mà pin nó không cầm, không vào được. Ở trên đây là có 3 nút ha. Nút cộng, nút trừ, tăng giảm âm lượng á, đồng thời là chuyển bài hát. Còn đây là cái nút nguồn, mình bật nguồn không lên ha. Cái tai nghe này bị mất nguồn. Đây mình cắm sạc vô, đèn báo sạc có. Đây nó báo nè. Nhưng mà khi mà mình rút ra thì nó lại tắt nguồn. Pin nó không giữ ha, không vào pin. Mặt khác á, thì mình nhấn nút nguồn á, mình khởi động nguồn lên, kết nối Bluetooth là vẫn có. Đây cái đèn báo của nó nè, đèn đỏ đèn xanh. Rồi mình thử bật Bluetooth nè, kết nối Bluetooth tai nghe, kết nối được. Đây đã kết nối, nó vẫn kết nối giữa tai nghe với điện thoại được ha. Nhưng mà vấn đề ở đây là pin nó không cầm, giật chắc sạc ra là nó không có pin. Hai tai nghe này á, nó có nam châm nó hút ha. Đây nó giữ. Thiết kế nói chung là khá đơn giản, thuận tiện so với cái tai nghe mà đội đầu á. Sau đây mình sẽ tiến hành mình bung cái tai nghe này ra để mình kiểm tra cục pin bên trong. Dùng đồ cũ ở đây á, mình sẽ có một cái lưỡi lam nhỏ, một cái dũa bấm tay và một cái nhíp thẳng ha. Các bạn quan sát cho mình á, ở giữa đây á có một cái khe, cái rãnh nè. Thì mình sẽ lấy cái lưỡi lam mình nhét vô ngay cái rãnh đó, nhét vị trí này để bạn này lên lại xuống ha. Ở đây có một khoảng hở nè, tiếp này mình lấy cái dũa ngón tay á, mình nhét vô cái khoảng hở này đó, mình nạy ra, mình tách ra. Tách hai bên luôn. Rồi đây phần nắp trên của nó. Đây là cái bo mạch chính của tai nghe. Phần này là phần micro của tai nghe. Mình nhẹ nhàng mình lấy cái nhíp á, mình bẫy lên ha. Có chừng đứt dây, bẫy phía sau á. Còn đây là cái phần cục pin của nó, mình tách ra luôn. Ở phía dưới có băng keo hai mặt á, mình đẩy vẩy nhẹ lên để lấy cục pin ra. Mình nói sơ về cái bo mạch này đó, nói chung là khá đơn giản ha. Cấu tạo của nó, đây là cái jack sạc micro USB dùng để cắm sạc vô. Ở vị trí này mình sẽ có con thạch anh crystal dùng để tạo xung dao động, cung cấp xung cho cái con CPU. Đây là cái con CPU ha. Linh hai linh kiện chính của nó là một con EEPROM và một con CPU. CPU này nó tích hợp là IC sạc nè, IC Bluetooth nè,
rồi đồng thời là xử lý tín hiệu âm thanh luôn, điều chế. Còn đây là cái anten thu phát Bluetooth, khá đơn giản. Ở đây có 3 nút bấm ha. Nói chung tất cả linh kiện đều tích hợp trong CPU hết rồi. Còn vi xử lý nè, nó tích hợp tất cả chức năng như thu phát Bluetooth nè, xử lý tín hiệu âm thanh nè, rồi phần IC sạc á, tín hiệu sạc nó sẽ vô bị xử lý luôn, nó quản lý sạc luôn. Còn đây là cái con F-ROM 8 chân. Cái con này có mã số là 24LC512 ha. Ở đây cái chân số 1 của nó nè, dấu chấm đây. Số 1 của nó là chân A0, A1, A2. Ba chân này á là ba chân địa chỉ của F-ROM, nó sẽ bắt tay với con vi xử lý qua các chân GPIO012, là ba cổng này, ba cổng địa chỉ ha. Chân số 4 của con F-ROM này là VSS, là chân số 4 nối mát GND. Chân số 5 của mình đó là SDA, là chung Serial Data, cái chuỗi dữ liệu ha. Còn chân số 6 của mình là chung SCK, SL, là chung xung nhịp. Thì nó hai cái chân này á, nó cũng kết nối với con vi xử lý giữa con F-ROM nè và con vi xử lý kết nối với nhau ha, cùng chân cùng địa chỉ ha. Thì có ba dữ liệu chính của nó là chân dữ liệu nè, chân xung nhịp nè và cái chân địa chỉ. Nó lấy muốn lấy thông tin nào cho F-ROM thì nó lấy đúng địa chỉ ha, nó quản lý như vậy. Chân số 7 của nó là chân VP, còn chân số 8 của con F-ROM này á là nó nối lên B cộng, B cộng là VCC cung cấp nguồn cho nó. Và là con F-ROM này á, có hai chân, một là chân 4 là chân mát, hai là chân số 8 là chân VCC cấp nguồn. Đây là sơ đồ chính của mạch. Thì vi xử lý này có chức năng là điều chế xử lý tín hiệu Bluetooth luôn. Thì ở đây sẽ có con thạch anh tạo xung dao động á, cung cấp cho con vi xử lý. Quay trở lại cái trường hợp cái tai nghe này, mình sẽ kiểm tra coi cái cục pin nó bao nhiêu volt ha. Mình dùng VOM mình đo thử điện áp của cục pin này. Ở trên bo mạch đó, nó sẽ ký hiệu hai chân B cộng B trừ. Thì mình nhìn vào mình chấm cho đúng que đo. Điện áp của mình trên cục pin nó không vô, là cái pin này nó cạn lắm rồi. Thì ở đây sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là mình sẽ tiến hành mình kích pin, mình tháo cục pin này ra, mình kích bằng bộ nguồn điện thoại di động. Trường hợp mà kích không được á, mình sẽ tiến hành mình mua một pin mới, mình thay pin là ok. Tại vì hôm nay mình test đó, hai cái banh chính của cái tai nghe này, một là trường hợp là bị mất nguồn, hai là nó bị không kết nối Bluetooth. Mà hôm nay mình đã test cái chức năng kết nối Bluetooth là ok, vậy là chỉ còn cái banh mà mất nguồn thôi do cục pin này. Bây giờ mình dùng cái mối hàng, mình sẽ xả mối hàng này ra rồi mình dùng bộ nguồn mình kích thử pin. Nếu mà được ok thì mình hàng lại, còn không được kích được thì mình bắt buộc mình phải thay pin khác ha. Thì những cục pin này nó có bán ở chợ Nhật Tảo hoặc là trên mạng nó cũng có bán. Thì các bạn khi mà mua cầm theo cục pin này so với kích thước để nhét cho vừa cái khe hở của tai nghe Bluetooth, rồi mình mới thay thế cho được ha. Còn chợp quá to quá nhỏ thì nó không đảm bảo. Rồi mình sẽ mới tiến hành mình tháo cục pin này ra. Trên cục pin này á, nó có ghi là B cộng B trừ ha, mình cho một ít mỡ hàng. Nói chung là thay pin cho tai nghe Bluetooth quá dễ. Bạn nào biết sơ qua điện tử á, hoặc là
biết sử dụng ít mỏ hàng á, thì mình có thể thay những cục pin này, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo đây mình sẽ dùng bộ cấp nguồn cho điện thoại ha. Mình sẽ kích cục pin này. Trong trường hợp mà các bạn không muốn kích pin, hoặc là các bạn thấy pin phù á, các bạn muốn thay pin mới, thì các bạn ra ngoài mua cục pin và các bạn mình thay vô luôn. Ở đây mình sẽ kích pin. Đó, mình chỉ cần kẹp chân âm dương thôi, vô thôi là xong. Đồng thời đây mình sẽ hoàn chỉnh lên. Trường hợp mà ở nhà mình kích không được á, thì tất nhiên là pin là mình nó hư ha. Như đây nè, cái pin này nó bị hư rồi, kim vòng nó không lên. Các bạn nhớ kẹp cho đúng ha, kẹp tiếp xúc. Đó, mình vặn dày, nó không có lên kim. Yêu cầu khi mình kích pin á là cái kim ampe kế nè, kim vòng của mình á, ở đây nó phải nhích lên thì mình kích được, rồi có dòng chạy qua. Các bạn nhớ nha, cho kẹp cho nó tiếp xúc đúng. Đó, mình vặn từ từ lên. Như vậy trường hợp này á là pin này nó hư rồi, nó kích không được. Đây, dòng nó không nhích lên ha. Đo điện áp nó bằng 0V. Như vậy á, là trường hợp này mình phải mua cục pin khác mình thay vô ha. Ở đây á, mình giả sử như các bạn đã mua cục pin khác rồi thì mình hàn lại tương tự. Ở trên bo mạch này á, nó sẽ ký hiệu hai cái chân pin B cộng B trừ, cộng trừ ở đây thì mình mua về mình so sánh kích thước. Ở đây thông số pin của mình là 55 mAh và cái điện áp trên pin đó là 3,7V ha. Thì mình ra ngoài mình mua đúng. Cái dung lượng pin 55 mAh hoặc là dung lượng cao hơn cũng được. Nhưng yêu cầu là cái kích thước của pin đó phải vừa khít với cục pin cũ, để cho mình nhét vào được trong cái vỏ máy. Và sau khi mình mua cục pin mới và mình thay á, thì mình hàn lại đúng vị trí cũ thôi. Các bạn canh cho mình chân B cộng B trừ hàn cho đúng. Đó, đây mình lấy mỏ hàn mình chích vô. Đó, ở đây mình sẽ tiến hành mình hàn 2 giây luôn. Đúng với chân B cộng B trừ của cục pin. Rồi xong rồi. Là khá đơn giản trong quá trình mình thay pin mới ha. Rồi tiến hành mình ráp máy vô. Đây cục pin đó mình cho nó nằm xuống trước chỗ mà mình, trường hợp mà các bạn không có băng ngang mặt các bạn dán vô trước ha, ngay vị trí cục pin luôn. Tiếp theo cái phần micro, đây mình sẽ tiến hành mình nhét micro vô đây luôn. Mình lấy giúp thẳng ha, mình nhét vô đúng cái khe của nó.
cái tay mình nhấn vô. Rồi sau đây mình sẽ gá cái phần main board này vào đúng vị trí. Nhớ điều chỉnh mấy cái dây này nha, đừng để vướng. Thì mấy cái dây nó có cái khớp hết, khớp trên khớp dưới. Đây là cái giác sạc. Đó, mình để cái tay mình giữ như vậy là được rồi. Tiếp theo đây là cái nắp chụp giắc sạc micro USB. Mình đã sát đây, mình nhét nó vô. Đó, đã nhét vô rồi. Và còn lại là mình chọn cái vị trí có cái khớp khuyết này nè của cái cổng sạc, mình nhét vô thôi, nhét cho nó đúng, bóp lại khít rồi nha. Đó, bóp cho nó khít lại là xong. Lúc này chỉ cần cắm sạc vô thôi. Đối với các bạn mà thay pin mới á, tại vì cái tai nghe này nó bị hư pin rồi. Đó, nó báo như vậy ha. Rồi mình sạc cho được một lúc nữa, rồi mình cho nó vô pin đó, mà mình mở nguồn. Đó, nó kết nối với nhau ha. Như vậy là quá trình mà thay pin và kiểm tra cái tai nghe Bluetooth Away A620BL. Mà cụ thể trong trường hợp cái tai nghe Bluetooth này á, là nó bị hư pin ha, mình phải mua pin khác mình thay vô. Còn đây là sơ đồ mặt chung của nó, như giao tiếp giữa con CPU và con EEPROM, hai lên con linh kỳ 9. Rồi vào video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa tai nghe Bluetooth nè, Away ha, bị sạc không vào pin. Cái trường hợp này á, mình đo được điện áp của pin á, nó bằng 0V. Đồng thời mình có hướng dẫn các bạn cách dùng bộ nguồn để kích pin. Trường hợp mà kích không được á, thì bắt buộc mình phải thay pin mới ha. Vì kim dòng của mình á, nó không nhích lên, nó không ăn dòng. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn đã comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.